một cái Lộc ngồi đây chờ mẹ nhé. Mẹ đi bẻ ngô nhé. Mẹ đi bẻ kia. Em ở đây nhé. Mà ngọt ở đây. Mẹ đi đây. Đấy, nghe lắm rồi. Anh ngồi đấy chờ mẹ nhá. Để cho mẹ ha. Cười.
chứ là em ơi. À, đi về á. Đứng dậy nào. Một tay. Đây. Mẹ bé đó. Đấy phải ư mà nó. Hòm đó. Ư. Đâu, đâu. Về thôi. Về bán đi thôi. Mà là đó. Em đi bán ngô thôi. Mà đi. Ngô thôi. Ngô thôi. Em thích không? Thích. Về nhà mẹ nướng cho em ăn à? Ừ. Đến đây em tự đi à. Đi nè, em tự đi. Dạ. Đi ra đường kia. Sướng nhỉ? Lấy tiếp đi. Ấu lớp này có thai lắm rồi luôn. Xong lại nướng tiếp. Có tèo như tự ấy hắn. Nhìn đá cái mắt thật luôn. Nó có chắc như gần nó có hả thầy ấy mà. Chí rồi.
thế là mở cái ít buôn đây gọi. Thôi mình đâu không ăn nữa. Thầy ăn đâu mình cũng không ra được mấy bát mệt. Dạ, em là được rồi, được rồi, nói rồi. Không làm đấy nhiều.
còn mua vứt cho bọn mày bây giờ yếu có gừng ăn. Là lấy ra găm nữa. Bố cái sản gì vậy? Ủa hả? À thua một mẹ hổ bộ. Bên như quên lại. Ủa mấy hài khổ nè bố. Ê, mấy lần hai bắp ở bệnh. Chưa. Sao? Alo. Cứ thế.
Ấy, chắc mà nhá.
đấy. Đâu đâu mẹ xem nào. Ấy giờ sắp chín rồi. Nóng lắm. Đây, về đây. Mẹ em ơi nè. Nè nè nè. Cắn. Mình à. Hả?
xong ngô chưa? Xong rồi ạ. Ăn cơm đó, ăn đi tạm đó. Tóc em dài thế luôn. Mai đi cắt tóc à? Luôn nghe nghe ngặt à. Xoa rồi mà. Nè. Xoa tay tay sạch rồi mà. Chân trái. Đây. Sẵn bắp chỗ bắp kìa. Nóng á, nóng nóng lắm, nóng lắm. Giờ ăn á, nóng á. À phù phù đã nè, ngon không? Ngon. Em chờ mẹ đã nhá, mẹ thái ra đã nhá. Em lấy ghế về ngồi ăn cơm. Cơm cho em này. Này ăn ngon cho ăn được bàn này cơm á. À. Thịt ăn rồi đấy. Ngon không? Ngon à. Mềm hơn. Mẹ ơi. Mẹ ăn đâu hết rồi. Nóng.
sao thôi á. Mày bỏ anh à? Bà ơi. Cái nào này? Đây. Đây. Đâu? Thằng này. Ăn cơm á. Em ăn cơm á. Nó. Anh ấy ăn á. Mày sút sút thịt ăn á. Ăn cơm đi. Cơm đâu? Dai hết. Này, ăn lại hàm. Hàm. Ôi dồi, nào, ăn ạ. Ừ, ăn lắm. Đây, Miu ở đây không? Đi đâu thế không? Mà chở anh của con chở đen đi đâu nữa? Mẹ đi đâu chơi rồi?